Vâng, tí nữa chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nha, em mang một số mã hàng mà em đang phân phối nha. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác coi. Để bác nào ưng về những cái mã hàng nào bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nha. Các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái mã hàng rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay nhé. Đấy thì các bác cùng đón xem. Đấy, ưng mã nào thì các bác cứ gọi điện alo, bên em sẽ chốt đơn và gửi đến tận nhà đấy bác nhá. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi, qua những cái mã hàng đầu tiên, xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em qua nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ để về các bác kẹp cái bạt, cái lưới của các bác về để các bác giăng lên, các bác che nắng các thứ này rất tiện dụng luôn nhá. Tại vì khi mà về thì các bác có những cái ví dụ như những cái dạng lưới đen hoặc là bạt rồi đấy, các bác cho vào đây các bác kẹp vào đấy, kẹp nó vào, sau đó là ở đây nó có một cái lỗ để các bác có thể luồn dây này. Đấy, luồn dây nhá, thì về các bác kẹp nó vào. Cái này thì giá nó bình dân đúng không ạ, giá bình dân lắm, bên em sẽ bán nó combo là 10 chiếc một nhá. Đấy, combo là 10 chiếc một thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là kia dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để kẹp bạt này, dụng cụ kẹp bạt, dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt, kẹp lưới nhá các bác nhá, kẹp bạt kẹp lưới. Giá của nó thì bên em sẽ bán là combo là 10 chiếc một nhá, giá sẽ là 15k, 15k cho một cái combo 10 chiếc kẹp bạt, giá rất là bình dân. Yêu cầu của bác là lấy từ 10 chiếc trở lên nhá, bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Đấy, lấy 10 chiếc thì giá của nó sẽ 15k cho một cái combo 10 chiếc nha. Thế thì về các bác dùng để các bác kẹp vào những cái bạt, cái lưới nhà mình, sau đó các bác luồn dây vào, các bác trăng lên nhá. Và các bác có thể tận dụng cái đây nó có cái lỗ, các bác có thể kéo ra thu vào, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là hay. 15k nhá, 15k một cái combo 10 chiếc kẹp bạt nha. Đấy, 15k. Đây các bác cùng xem được cái video về sản phẩm này. Đấy, cái này rất là hữu ích về các bác có ví dụ đây, ví dụ như đấy, đây đây nhá, thực tế các bác đang nhìn nhá. Đấy, thì về ví dụ có những cái lưới đen hoặc là bạt đấy, các bác kẹp nó vào. Sau đó các bác luồn dây vào nhá. Đấy, luồn dây vào. Đấy thì các bác có thể kéo đi kéo lại này. Hoặc là các bác trăng nó ngang ra này. Đấy, mình trăng làm lưới chống nắng, trăng ở vườn này, đấy trăng ở ngoài trời. Cái này con này nó là dòng nhựa cao cấp nên là các bác có thể là trăng ngoài trời thoải mái nhá, nắng mưa chịu thoải mái luôn. Đấy, và nó rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đấy, về các bác kẹp vào. Sau đó luồn dây vào mình kéo lên, trăng lên, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, rất trơn tru. Đấy, từ bạt này, lưới này, đồ có thứ này, quá là hay, hữu ích luôn. Đó, đấy các bác nhìn nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Giá là sẽ là đi 10 chiếc nhá. Giá em đang bán là 10 chiếc. Sẽ có giá là 15k nhá. 15k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt nhá, dụng cụ kẹp lưới, kẹp bạt. Giá của nó sẽ là 10 chiếc cho 15k. 15k cho 10 chiếc nhá. Combo là 10 chiếc 15k. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái hộp cơm văn phòng này. Thì mẹ em sẽ cái hộp cơm văn phòng nhá. Cái sản phẩm này rất là hay này. Đấy, về các bác nào mà hay đi làm công trình công trường, các bác làm xa nhà, đấy các bác không ăn cơm ở nhà được thì mình có thể mang đi để mình mang cho cơm ở đây nhá. Các bác dùng để hâm nóng cơm này, hâm nóng lại cơm đồ ăn, hoặc ví dụ như là mình có công việc đấy di chuyển xa nhà, đấy, rồi các bác là dân văn phòng, học sinh, sinh viên các thứ rất tiện dụng luôn. Một chiếc hộp cơm này có phần quay sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đó thì cái con này nó có thể là nấu chín cơm cũng như là có thể là hâm nóng lại đồ ăn nhá. Đó, cái con này thì đây, cái công suất của nó sẽ rơi vào là 200W này. Đấy, dung tích sẽ là 2 lít nhá, dung tích là 2 lít và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 200W nhá. Đấy, cái này thì nó có cả hướng dẫn sử dụng này. Bước 1 là các bác đổ nước này, bước 2 là các bác cho những cái khay đồ ăn vào các bác muốn hâm nóng này, bước 3 là các bác cấp nguồn và bật cái nút nút công tắc ở đây, thế là xong, là nó sẽ hoạt động ok. Đây em sẽ quay trực tiếp cho các bác coi này. Đấy, thì khi mà các bác mở ra đấy, thì nó sẽ gồm có nó cái vùng đầu tiên, tiếp theo thì là những cái khay tròn để các bác đựng đồ ăn. Đấy, các bác cho vào đây, đấy, cho đồ ăn cứ về nhá. Đấy, khay bằng inox luôn, có cả nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm, rất là xịn sò, ok luôn. Đây đó, nó sẽ một cái bộ này sẽ gồm có 4 cái khay nhá các bác nhá, 4 cái khay nha. Đây, cả ngăn dưới nữa, lần hai ngăn này đó, tầng dưới nhá. Đây, 4 cái khay này rất là xịn sò, ok luôn. Đấy, và cái ngăn dưới cùng là cái ngăn để nó chứa nước. Đấy, cái nước này thì nó sẽ khi mà các bác cho nước vào thì nó sẽ đun sôi nước và nó lợi dụng cái hơi nóng cũng như là cái hơi nước nó bốc lên thì nó sẽ làm chín đồ ăn hoặc là hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đây là cái phần cổng nguồn nhá các bác. Lấy cái dây nguồn, đây dây nguồn nó để trong ngoài này.
lấy cái dây nguồn các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác lấy dây nguồn này các bác cắm vào. Đấy, sau đó là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, công tắc này có cả đèn báo nhá. Đấy, đi về là các bác đổ nước vào đây nhá. Nhớ cho là các bác đổ nước vào đây, sau đó là các bác cho khay này vào. Đấy, ví dụ bên dưới này là các bác cần chín nhiều hơn thì các bác cho những đồ khó chín, ví dụ là gạo, nước này, rồi là thịt, thịt sống này. Đấy, còn bên trên này, ngăn bên trên, tầng bên trên thì ví dụ các bác cho giúp em là rau củ quả vào đây. Đấy, các bác cài cái khuy này vào nhá, nhớ em cài khuy này vào. Đấy, cho những cái ngăn trên, những cái đồ mà dễ chín thì cho lên trên, đẩy cái nắp này vào để cho nó giữ hơi này đó. Đấy, và cứ thế là các bác cấp nguồn và các bác cắm cho nó thôi. Đấy, khi nào mà dùng xong rồi các bác xách đi, rất tiện dụng nhá. Có phần cầm bên quay xách đây thì em đang test thực tế đây. Đấy, các bác nhìn này, nước sôi rất là ác luôn nhá. Đây các bác nhìn này, nước sôi này đó, khói bốc nghi ngút luôn này. Đấy, cái này em đang cho nhiều nước nhá, cái này bác cho ít ít nước được thì nó sẽ nhanh sôi các bác nhá. Đây này, cái hơi nước nó bốc lên rất là kinh khủng luôn. Đấy, và cái độ nóng 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 dã man luôn, nóng như nói chung là nóng như nước sôi 100 độ luôn đấy. Đấy, nóng kinh khủng luôn đó. Đây phần công tắc nhá. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đây nó có cả đèn báo này đó, rất là tiện dụng, dành cho các bác dân công trình, công trường, làm văn phòng muốn hâm nóng lại đồ ăn, hoặc các bác có thể nấu chín được đồ ăn được luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng công suất là 200W và dung tích sẽ là 2 lít nhá. Hộp cơm văn phòng này giá của nó sẽ là 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng này, 180.000 dành cho anh em, anh chị dân công trình, công trường, văn phòng, rất tiện dụng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng, công sở nhá. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này, hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 lít mà còn có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình các bác nhé. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang từ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Thế nên sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi giời, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng, lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Đấy, thực tế về sản phẩm nha. Đây là các bác đang coi đây. Đấy, nước khói bốc lên rất kinh khủng luôn này. Đấy là các bác biết là nó đun rất là nóng rồi nhá. Đấy, nước rất là nóng luôn này. Đó, thấy không, khói bốc lên kinh khủng luôn. Đấy, thực tế nhá. Đấy, thì về các bác cho nước vào đây, cho những cái khay đồ ăn vào đây, các bác cấp nguồn cắm điện là các bác xài thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. 180k một cái hộp cơm văn phòng này, 180k. Đấy, có thể nấu chín đồ ăn và hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì rất nhiều bác hỏi cái thiếc hàn bên em, thì hiện tại là cái thiếc cái quận thiếc mẫu cũ nó hết hàng rồi. Thì đây, đợt này em về cái lô thiếc này thì giá nó còn rẻ mà chất lượng mà lại còn được nhiều quá. Đấy, thì một cuộn này là có trọng lượng là 100g. Nhiều bác hỏi là cứ một cuộn này nó được nhiều không, ít không, thì đây đợt này em phải lấy luôn cái cuộn nó có định lượng luôn để các bác dễ biết luôn nhá. Thì một cuộn này sẽ có trọng lượng là 100g, nặng lắm, cầm nặng trịch luôn, là các bác biết là 100g nó rất là nhiều thiếc luôn nhá. Đấy, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc nha. Đấy, thì em gửi bác giá thì rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 30.000 một cuộn này thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, thiếc hàn. Đấy, dùng cho các bác hàn điện mạch điện tử thứ. Đấy, dùng thiếc này là ok. Một cuộn là 100g nhá, với mức giá là 30k thôi, chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường các bác mua quán xá giờ một cuộn này ít, người ta phải bán cho bác 7-8.000 một cuộn luôn. Đấy, bên em gửi bác giá gốc luôn nhá, chỉ có 30.000 một cuộn, thiếc là 100g luôn nhá, 100g luôn, thiếc hàn đúng không nhá, thiếc hàn đó, rất to, nặng, cầm nặng trịch luôn đó, rất nhiều lắm, nhiều lắm, 30k một cuộn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy hút bụi mini. Lên mã nha, em sẽ cái máy hút bụi mini cầm tay nhá, máy hút bụi mini này, máy hút bụi mini cầm tay nhá, con này cầm tay và có chế độ sạc tích điện. Báo giá bác luôn là 130.000 một chiếc nhá, 130k. Thì đây, máy thì đầy đủ full hộp luôn, sẽ gồm có là một thân máy này. Đó, một thân máy này. Đấy, đây là cái phần lồng chứa rác này. Đấy, bên trong thì là một cái miếng lọc nhá, một cái miếng lọc này, đây một miếng lọc. Đó, miếng lọc luôn.
rất ok. Đấy thì về lúc nào các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo miếng ra. Cái lõi lọc này thì các bác có thể lấy cho các bác vệ sinh thoải mái này. Đấy, khi mà vệ sinh xong rồi các bác nhớ cho giúp em là xong nhá. Đấy, nhớ các bác nhớ giúp em là cho vào đây. Đấy, sau đó các bác lắp máy vào. Lắp máy thì nó có cái phần cá, cái phần ngạnh này, các bác cho nó khớp vào xoáy cho em cái là xong. Đấy, máy chạy hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, thì bên trong sẽ gồm có luôn các bác là một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm vào để các bác sạc cho cái con máy này. Đấy, khi hết pin thì các bác lấy ra các bác sạc vào là cắm vào đây. Là các bác cắm sạc này. Đó, cắm sạc cho con máy là ok. Đi kèm nó là một cái đầu hút nối dài, các bác cắm vào đây để các bác hút những cái phần khe kẽ này. Còn nếu ví dụ những cái phần mà các bác muốn vệ sinh cọ vừa hút thì các bác lắp cho em cái đầu này vào. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có hút ở trên bàn thờ, nó cầm đi rất nhỏ gọn và các bác để lên xe ô tô. Nói chung là nó dạng máy mini nhá, không cần dây dạ lằng nhằng mà rất là tiện luôn, nó nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá, dễ sạc. Đây em sẽ hút cho bác test thực tế bác này. Đây ở đây em có bít gạo hút cho bác coi nhá. Đấy, có đấy sức mạnh không? Chưa đến 5 giây luôn nhá, hút sạch luôn và rất nhiều gạo đấy nhá, mà gạo rất là nặng đấy. Chứ còn các bác hút những cái con bụi nhỏ, bụi mịn cái thứ là con này chiến nó hết luôn. Đấy, khi nào mà các bác hút xong rác nó ở trong này thì các bác tháo phần này ra, rút đây. Rút cho em cái phần lõi ra này. Đấy, rút cái lõi ra. Đấy, rút các bác lựa rút cái lõi ra. Đấy, các bác có vỗ cho rơi ra và bắt đầu là các bác đổ cái rác này ra chỗ khác. Đó, thế là xong, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó. 130.000 một cái con sản phẩm này. Đấy, và khi mà các bác lắp vào thì nhớ cho em mà lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Các bác quên không lắp cái lõi lọc này vào, mà hút cái phần motor là nó nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ cho em là lắp cái lõi lọc này vào. Đấy, bật máy lên là các bác xài. Máy hút rất khỏe nhá, máy chạy khỏe lắm. Đó, và khi nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp sạc này các bác sạc cho nó là xong. Đó, sử dụng cái nguồn sạc. Đó là cái nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Về có cái cục sạc điện thoại là các bác cắm vào là xài thôi. 130.000 một con nhá, máy hút bụi mini cầm tay 130k trước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, em báo giá luôn. Cái này thì em đang xả kho cái mã này nên giá nó rất là hạt rẻ, nhưng mà sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Lên mã như em sẽ cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một chiếc thôi, chỉ có 40.000 nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân mà lại cực kỳ sáng luôn, mà lại, nói chung là với mức giá này thì các bác thấy cái sức mạnh nó kinh khủng luôn, sáng rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, sáng trắng luôn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các chế độ sáng nhá. Đấy, 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full bóng luôn này. Đấy, và có cả chế độ nháy cảnh báo SOS luôn nhá, rất xịn sò ngon này. Thì cái này về chuyên thì các bác dùng để đội đầu hoặc các bác có thể cầm tay. Thì đi kèm nó sẽ có là một cái dây cáp để các bác về các bác đeo vào để các bác cái dây đai để các bác đeo vào các bác đội lên trên đầu. Đấy, và có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cũng sử dụng cái cục sạc điện thoại hoặc là cái nguồn 5V, các bác có cái cổng chân USB các bác cắm vào là các bác sạc vào đây. Đấy, các bác cắm vô sạc vào đây. Là các bác cắm sạc cho cái đèn. Còn đây là cái phần nút bấm này. Đấy, nút bấm bật tắt ở đây cho em nhá. Đó, đèn thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, toàn bộ là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Chế độ dòng chip LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Và cực kỳ sáng, nói chung là so với tầm giá 40.000 các bác mua cho em một con đèn này quá chất lượng luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhá, giá cực kỳ tốt. Cái này em bán gọi là bán lấy số lượng thôi, bán để chiên với bác thôi. Thực ra cái giá 40.000 không có lãi gì luôn các bạn. Giá nó quá rẻ luôn rồi. Đèn đội đầu 5 bóng nhá, 40.000 một cái đèn đầu 5 bóng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Đấy, hộp miếng dán thải độc chân em báo giá luôn. Một hộp này thì sẽ có tổng miếng dán là 50 miếng nhá. Chất nó từ thành phần từ thảo dược nhá. Thảo dược tự nhiên dán rất là tốt luôn, các bác về dán trực tiếp vào lòng bàn chân, gan bàn chân cho em. Đấy, thì nó sẽ giúp các bác là hút rồi là thải độc tố từ lòng bàn chân đấy trở ra. Đó, các bác hút hết những cái độc tố lòng bàn chân ra, giúp các bác đả thông kinh mạch này, đấy rồi là lưu thông khí huyết này, đấy rồi là mạch máu lưu thông hơn, dễ chịu nhá, cảm giác dễ chịu. Thì các bác dán cho em là lúc mà trước khi đi ngủ nhá, và sau khi ngủ dậy thì các bác bóc ra là các bác đã thấy là hiệu quả của sản phẩm này rồi, dùng rất hay luôn. Đặc biệt là bác nào mà đang đau nhức xương khớp, đau chân đau tay, các bác về dán cho em cực kỳ nhạy luôn nhá. Một hộp này thì giá bình dân thôi, một hộp này là 50 miếng dán nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là cái miếng dán thải độc nhá. Miếng dán thải độc. Một hộp 50 miếng với mức giá sẽ là 40k một hộp nha, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hiệu quả đây. Cái này em cũng đang dùng hộp đây. Cái hộp này em dùng thi thoảng em dán này. Đấy, thi thoảng là các bác đau chân đau tay các bác lấy cho bác dán, thì các bác sẽ lấy cho một cái túi nha. Một túi này sẽ gồm là 2 miếng này, thì các bác dán cho em hai bên chân. Đấy. Và đi kèm là những cái miếng
Cái này là những cái miếng dính nhá. Đấy, em hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ lấy cho em một cái miếng to, đó là cái miếng dính nhá. Đấy thì các bác lấy miếng dính này, các bác bóc ra. Bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra. Đó thì nó sẽ có xuất hiện một cái lớp keo đây rất là dính nhá. Đó thấy không? Rất dính luôn. Và các bác bóc cho em cái túi này ra. Đó thì nó sẽ có là hai túi thuốc ở trong này. Có hai túi thuốc ở trong này nhá. Đấy có hai cái túi thuốc ở trong này. Thì các bác dán trực tiếp cái miếng này vào trong băng dính nhá. Đấy, dán trực tiếp vào trong băng dính. Và cái phần còn lại là các bác dán trực tiếp vào, ví dụ ở đây em đang có gan bàn chân. Ở đây em không dán chân thì em quay nó hơi khó quay, thì đây em lấy luôn cái gan bàn tay ạ này. Các bác úp luôn vào trong cái gan bàn chân của bác nhá. Đấy, sau đó các bác dán nó vào. Đấy, các bác dán vào là các bác cảm thấy là cái độ nóng của nó có luôn nhá. Đấy, cái độ nóng của nó là sẽ có luôn. Đấy, bắt đầu nó sẽ nóng dần lên nhá. Rất là hay. Đấy thì các bác dán giúp em là dán qua đêm nhá. Lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn nhá. Đấy, bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân giúp các bác thải độc này. Đấy, thải độc những cái độc tố trong người ra này. Rồi là đả thông kinh mạch nhá. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết mạch máu rất tốt cho sức khỏe luôn. Một hộp này là 50 miếng dán như thế, với mức giá sẽ là 40.000 hộp thôi. Giá rất là rẻ anh dân. Đây là kết quả sau một đêm dán miếng dán thải độc gan bàn chân. Bình thường mua 120.000 một hộp, nhưng hôm nay TikTok trợ giá chỉ còn 48.000 một hộp. Giấc ngủ rất là quan trọng mấy anh chị ơi, đặc biệt là người lớn tuổi nè, thường hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Miếng dán thải độc từ ngải cứu này á, nó sẽ giúp giữ ấm bàn chân nè, phần nào đào thải bớt độc tố chất do trong người mình, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và làm giảm triệu chứng tê bì chân tay rất là ok nha. Thành phần từ ngải cứu và các nguyên liệu đông y như là vỏ cam, thang tre nên dùng ok lắm. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần dán mặt hình này vào miếng dán, sau đó dán vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi ngủ. Khi mỗi sáng thức dậy mình sẽ thấy miếng dán này nó chuyển thành màu đen và có một xíu nhớt, đó chính là phần nào độc tố trong cơ thể mình đào thải ra. Tranh thủ dịp này nè, mình gom về cả nhà mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà cha mẹ cũng rất là hữu ích nha mấy anh chị ơi. Đây là kết quả sau thực tế về sản phẩm nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, hộp miếng dán thải độc nhá, hộp miếng dán thải độc một hộp là 50 miếng, với mức giá sẽ là 40k một hộp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái võng dù này. Đấy, võng dù để các bác đi chơi này, đi du lịch. Đấy, rồi là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là hay luôn. Đấy, có cả túi đi kèm luôn nhá, rất cẩn thận. Đấy, con này thì chất liệu là từ vải dù canvas, nằm cực kỳ mát luôn và rất là bền. Đó. Đây. Đi kèm nó có cả dây luôn nhá, rất chu đáo luôn. Đấy, có cả dây luôn này. Đấy, có cả dây dù rất to nhá. Cái dây dù này thì các bác dùng thì yên tâm, dùng thì không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Dây dù nó to dã man. Đấy, cái này em nguyên cái dây em lấy rất là ưng rồi này. Đây là dây dù này. Đấy, dây dù rất to nhá. Đấy, và đây là cái phần võng này. Võng thì được đan rồi là làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đấy thì về các bác gỡ ra các bác xài. Đây. Nó đây. Đan này, đan bện rất cẩn thận luôn nhá. Các bác nằm thoải mái trong luôn, không lo đứt đâu. Những cái dòng này thì người ta làm bện thủ công bằng tay rồi thì rất là bền luôn. Đó. Chất liệu vải nó là dạng vải canvas, vải bố nhá, vải bố canvas nên là khi mà các bác xài nó rất là mát. Đây các bác nhìn này, những cái mắt của nó rất là thưa này. Đấy, nên khi mà các bác xài nằm rất là mát luôn. Đấy, nằm không nó không bị nóng lưng đâu ạ. Đó. Và cái chính của sản phẩm này là cái võng rất là to, võng to lắm. Võng này của nó kích thước thì chiều dài sẽ là 1m9 nhá các bác nhá. Chiều dài là 1m9. Và chiều rộng của nó là đi 70 các bác, chiều rộng của nó là 70. Đó thì em báo giá luôn. À chiều rộng của nó là đi bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 80 các bạn, chiều rộng 80. Dài là 1m9 này, dài 1,9m đấy nhá, 1,9m nên là người lớn trẻ em nằm là hết luôn. Và rộng sẽ là đi 80 cm, 80 cm. À, giá thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 80k một cái vải cái võng dù du lịch nha. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà đều được nhá. Vì nó có sẵn dây rồi, có sẵn cái dây cả túi đựng luôn. Về các bác xài thôi, 80.000 một cái nha. Đấy. Đây, đó cái này màu sắc lè lè hơn này, còn cái này thì màu nó điềm đạm hơn một chút. Đó, đây, chất liệu là dạng dù canvas nhá. Thì các bác nằm rất là mát luôn. Đó, cái phần mắt nó rất là thưa, nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái, có cả dây buộc đi kèm luôn nhá, có cả dây buộc đi kèm luôn. Rộng là 1 mét dài 1m9 và rộng là 80. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Rất là to luôn nhá. Đây, ví dụ như là ba người này, hai trẻ con một người lớn nằm thoải mái rất là to. Đấy, các bác về sử dụng, ví dụ mang đi du lịch, đi chơi, mình đi cắm trại rồi các bác sử dụng ở nhà. Đấy, mang ra vườn ra tược ra gốc cây các bác đeo lên, các bác nằm rất thoải mái, êm ái, ok nhá. 80k một chiếc nhá. Cái lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Võng dù. 80k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop này tiếp tục về đó cho bác đó là cái nồi bí ngô này.
À, báo giá bác luôn. Cái này thì bữa trước bên em đang bán là 240 ngàn. Hôm nay em về bác mức giá sẽ giật mình luôn. Giá xả kho thanh lý nhá. 140k một cái con nồi bí ngô nha. Nồi bí ngô nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ có nồi bí ngô. Đấy, nồi bí ngô. Cái con này thì dung tích nó rất là to luôn. Dung tích của nó lên đến là 8 lít các bác nhá. 8 lít này. Đấy, 8 lít và cái đường kính nồi là 28 cm. Các bác có thể sử dụng cho tất cả các loại bếp, bếp từ bếp ga. Đấy, rồi là bếp hồng ngoại các thứ. Tất cả các loại bếp cho em luôn nhá. Nồi thì thiết kế cực kỳ là chắc chắn, dày dẫn. Đây. Đấy bác coi, nó còn có cả mặt kính luôn nhá, nên là sử dụng rất ok. Đây. Nồi thì sẽ gồm có là nồi này. À, phần nắp này, đấy, nắp kính luôn nhá, nắp kính luôn, nắp kính cường lực luôn nhá. Đây nắp kính cường lực luôn. Đấy, nắp mà nắp bằng kính, nắp bằng kính này các bác xài rất là sạch sẽ này. Đấy, xài rất sạch sẽ. Rửa giấy là nó cũng dễ mà nó đỡ bị bám bẩn, đỡ bị bám bẩn đó. Đây là phần nắp nồi này, đi kèm là những cái phần qua nhá, thì về các bác tự lắp vào. Cái qua này lắp dễ thôi, các bác nhìn hình là các bác nhìn cái là các bác lắp vào ngay mà. Đây nó có trên hình, trên hộp nó có hình nha. Đấy, rồi là cái phần lắp vào nắp vung này đó, giấy giấy kiểm nghiệm một thứ luôn nhá các nhá, rất cẩn thận luôn. Lòng nồi thì chám một cái lớp chống dính vân đá nên là các bác xài yên tâm là không lo nó bị dính hay là các thứ gì đâu. Đấy, không lo nó dính hay là nhào nhá. Và cái lòng nồi rất là to. Cái này ví dụ như các bác có thể là ví dụ như mình là mình có luộc con gà con vịt rồi, những cái dạng vịt to gà to ấy, là luộc cho em thoải mái luôn, vì cái nồi nồi dung tích của nó là nồi 8 lít mà nên là rất là to. Đấy, đáy của nó thì sẽ dùng bếp từ nhá, đáy là dùng bếp từ thoải mái luôn. Các bác xài bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại cho em đều được nhá. Giá nó chỉ có 140 ngàn một cái thôi, rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm, cầm dày nặng trịch luôn đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái nồi bí ngô nhá. Đấy, nồi bí ngô về các bác sử dụng nhá. Đấy, bác nào mà nhà đông người hoặc các bác nào nhà hay cần những cái nồi to này các bác xài cho nó rộng rãi thoải mái, các bác mua cho em con này nhá. 140k một chiếc nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô dung tích là 8 lít nhá, đường kính nồi sẽ là 28 cm, có thể sử dụng bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ cho em thoải mái luôn nhá, tất cả các loại bếp luôn. 240k đang giảm còn 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là nồi bí ngô. Đấy, màu sắc các thứ rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ nhìn xinh nhá. Đó, 140k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay để các bác về sử dụng, đó là cái đèn học chống cận này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Cái con đèn học này nó có cả tích điện luôn. Các bác rất là tiện mình tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại, hoặc ví dụ như là trong điều kiện là mất điện mình không có đèn. Đèn à, mình không ánh sáng thì mình dùng, thì bác mua cho cái đèn này về. Đấy, nó có cả chế độ điện tích điện luôn. Đây, nguyên hộp này mới keng luôn nhá. Đó, thì về các bác mở ra, sau đó các bác mở cho em này ra. Đấy. À, bấm nút đây đèn nó sẽ sáng này. Đấy, thì đèn nó sẽ có 3 chế độ màu nhá. Đấy, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này. Đấy, 3 chế độ sáng, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, sáng nhất vừa này, sáng tối này, sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, nói chung là thoải mái các bác dùng để làm việc học tập này cho các con nhỏ này mình học tập làm việc nhá. Và cái đây là cái phần hũ đằng sau, thì các bác dắt đằng sau cho. Đấy, các bác dắt đằng sau. Để ví dụ như là mình để đây để các bác cắm cho các cháu này mình cắm bút vậy này. Đấy, ví dụ như có bút các bác để đây, các cháu mình để đây. Đấy, chỗ này để bút. Đấy, và đằng sau. Đằng sau của nó đi làm một cái cổng sạc nhá. Đấy, chân của nó sử dụng cái chân micro USB. Đấy, thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này, các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp cái nguồn sạc 5V đấy. Đấy, cái cục sạc điện thoại của sạc 2A, cục sạc em vừa quay đầu video đây. Các bác có thể dùng cái cục nguồn của Samsung này này, cùng một cục này bên em đang bán là 30 ngàn như này. Đấy, thì các bác có thể mua cái cục này về, các bác cấp nguồn cho cái đèn này. Không phải là cấp nguồn mà ý là cấp nguồn để các bác sạc cho cái đèn này. Còn khi mà sạc đầy rồi thì con này nó có thể là có pin trong sẵn này này, thì nó có thể tích điện nha. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy, bấm thì các bác bấm vào đây để nó cảm ứng nó bật lên này. Đấy, đèn khá là sáng nhá. Đây. Đấy, đèn khá là sáng, ok luôn. Ánh sáng màu vàng trung tính nhá. Đấy, kiểu vàng trắng lẫn lộn trung tính, nên là ví dụ như các bác học tập làm việc bằng cái ánh sáng này, nó thứ nhất nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, mà thứ hai là nó chống cận. Đấy, đặc biệt là cho dành cho bé nhà mình. Đấy, dùng cái ánh sáng rất là tốt cho mắt luôn. Rất là hợp lý nhá. Và hai của sản phẩm này nó có tích điện các bạn, có tích điện nên là ví dụ mỗi lần mà các bác đi làm di chuyển mà mọi lúc mọi nơi thì lúc nào cũng có cái đèn này. Đấy, hoặc là ví dụ là trong trường hợp là mất điện mất đóm rồi, mình các cháu mình không có đèn học bài thì đây lúc nào cũng có ánh sáng để các bác cháu mình học bài luôn, rất ok nhá. Nói chung là hay lắm, một chiếc đèn rất hay, bán khá là nhiều, giá thì bình dân thôi.
chỉ có là đi 70k nhá. Để khi nào mà dùng xong thì mình có thể gấp gọn và cất cất đi hoặc mang đi mang lại rất ok. Lên mã em sẽ ok sản phẩm là cái đèn học chống cận. Đó, đèn học chống cận có tích điện không nhá, có cả chế độ tích điện luôn. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào các bác xài. Đầy pin thì các bác lôi là các bác sạc nhá. Đèn học tích điện này, đèn học tích điện chống cận nhá. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc thôi, chỉ có 70k một chiếc, giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó, đèn học tích điện. Có tích điện, có chế độ chống cận nhá, 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là cả cái giọng cộng dây cáp sạc này nữa. Đó, khi nào mà hết pin thì các bác nhớ cho em là cắm vào cái cổng đằng sau và cái đầu còn lại của nó là sử dụng cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy là các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và khi nào mà đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác dùng. Bộ này là 70k một bộ nhá. Đèn học có tích điện và có cả chống cận. Có cả chống cận nhá, 70k một bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái máy cạo râu 9D. Đấy, lên mã em xem cái con máy cạo râu 9D, con này thì bán cực kỳ nhiều mà dùng hay lắm. Đấy. Đây. À, nó có cái đầu này là cái đầu massage rửa mặt này. Đấy, cái đầu massage rửa mặt. Đây em bác con. Đó. Đó, đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D này, mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Em báo giá luôn, 100k một cái con máy cạo râu 9D, chỉ có 100.000 một con thôi. Dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, có cả cái phần đầu tỉa mũi này. Bên trong nhá, bên trong thì sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này. Cộng dây cáp sạc này. Con này các bác sạc một lần các bác dùng chắc cả vài tháng luôn. Đấy là các bác cạo ít nhá, còn các bác cạo nhiều chắc là tầm tháng sạc một lần. Pin nó trâu lắm. Đấy, pin trâu dã man luôn. Đây. Đó, thân máy đây nhá. Đó, đây là những cái đầu thay thế này. Cái đầu này là các bác dùng để tỉa lông mũi này. Nói chung là con này đa năng, có 100.000 thôi, rất đa năng nhá, rất nhiều những cái hay luôn. Đây em sẽ quay chi tiết bác coi. Các bác đợi chút để em bóc, đóng gọn kỹ quá. Đây cái đầu tăng đơ này, lại đầu tăng đơ. Và đây là thân máy này, thân máy thì nó đã lắp sẵn cái bộ đầu cộng cạo râu rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng ba lưỡi nhá, nên khi mà các bác cạo rất là nhanh. Đấy, các bác cạo thì các bác cứ di sát mặt cho em, di sát mặt và các bác di thật đều tay là máy chạy rất là ngon lành rồi. Đó, khi nào mà các bác muốn vệ sinh các bác bấm nút này. Đấy, nó sẽ bật ra thì các bác dùng để vệ sinh. Đấy. Con này nó có chế độ là tự làm sắc lưỡi nhá, nên là các bác yên tâm không cần phải thay lưỡi đâu. Các bác càng cạo thì nó sẽ ma sát với lại cái phần lưới bên trong này thì nó sẽ có chế độ là tự động mài sắc nhá. Đấy, tự động mài sắc lưỡi nên các bác yên tâm nhá, dùng chắc khoảng tầm 5 năm chắc các bác phải thay một lần. Đó, lưỡi rất là sắc rất là lâu. Đấy, còn các bác muốn không cạo râu nữa các bác rút ra. Bác cắm cho em những cái đầu mũi như là ở đây nó có cái đầu, một cái đầu là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cắm vô bật máy cho vào lông mũi các bác dùng, các bác tỉa lông mũi này. Đấy, khi nào mà tỉa lông mũi xong rồi, ví dụ các bác muốn cắt tóc này, tăng đơ này. Đấy, cạo lông tai lông chân các bác lắp vào đây. Lắp cho em cái đầu tăng đơ này, bật lên. Đấy, bắt đầu các bác cắt này. Các bác cứ thế các bác gì thôi. Đấy, cứ thế các bác gì. Đấy, ví dụ hoặc là những cái râu dài, các bác lắp cái tăng đơ vào trước các bác rũi đi, sau đó có râu ngắn thì các bác lấy cái bàn này các bác cạo này. Đấy, lấy cái bàn này các bác cạo. Ngoài ra thì đây là cái đầu tăng đơ thì nó có một cái đầu nữa, đó là cái đầu dạng như kiểu là gọi là đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy nhá. Đấy. Đây. Đầu rửa mặt, đầu massage mặt. Đấy, các bác cắm vô đây. Đó, bật máy này. Đấy, nó sẽ quay nhá. Đây là kiểu rửa mặt massage mặt nhá. Đấy, các bác cho vào. Cho lên mặt lại để các bác gì nhá. Các bác gì các bác cọ có massage. Nó sạch sẽ nhá. Đấy, rất ok. Nói chung là một chiếc máy rất đa năng, có thứ nhất là thân máy này đi kèm nó một cái đầu rửa, một đầu rửa mặt này. Đấy, đi kèm nó một cái đầu tăng đơ này. Đấy. Và cuối cùng là một cái đầu đồ cạo râu. Nói chung là khi mà các bác mua cho em bỏ ra 100.000 nhưng mà các bác sở hữu rất nhiều những cái món khác nhau. À đây, còn mấy cái đầu nữa, đó là cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, một này, thân máy là một này, một đầu cọ là hai này. Đầu tăng đơ là 3 này, đầu cạo râu là 4, đầu tỉa lông mũi là 5 này. Đấy, khi mà các bác bỏ 500.000 sở hữu là 5 món đồ luôn, 5 món đồ. Đấy, trong một các bác sử dụng rất đa năng. Dành cho anh em đàn ông thì bộ này quá hợp lý rồi. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, cắt tóc. Đấy, đánh rửa mặt các thứ cho em quá ok một bộ luôn. Là 100k một bộ nhá. Hàng mới keng nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đó, và đi kèm vào cộng dây cáp sạc, các bác mở ra cái phần lắp đít ra. Đấy, thấy cái cộng dây cáp sạc chưa? Đấy, bây giờ các bác vào các bác cắm sạc cho một chút. Đấy, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, về các bác sử dụng cạo râu, rửa mặt, cắt tóc tăng đơ, tỉa lông mũi,
đa năng luôn và cạo cực kỳ sạch luôn nhá, cạo sạch lắm. Đấy, riêng dòng này các bác cạo không sạch không lấy tiền. Bỏ ra 100.000 sở hữu cho em là quá nhiều sản phẩm luôn. Giá quá tốt và sản phẩm dùng ok. 90k một chiếc máy cạo râu, à 100k nhá, xin lỗi bác, 100k cho một con máy râu 9D này, 100k một con. Đấy, cạo râu tỉa mũi tăng đơ, rửa mặt các thứ cho em. Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đó, trên hình các bác đang coi thì đó là cái bộ LED V3. Đấy, lâu lâu em không quay cho bác này. Em còn có mấy bộ đó. Đấy, bác nào mà thích cái sản phẩm này thì liên hệ với em nhé. Mặc dù thì Tết nó xong rồi nhưng mà cũng rất nhiều bác thích cái sản phẩm này để về trang trí. Ngày thường thì mình vẫn có thể trang trí được. Các bác dán trong nhà nhưng mà trời được hết luôn. Đấy, chủ yếu là mình trang trí decor nó đẹp. Nó rất đẹp luôn nhá. Đây. Đó, thực tế về sản phẩm này em đang quay nhá. Nó lên rất ok luôn. Đấy, về các bác có thể dán lên tường. Giá thì em báo luôn 150.000 một bộ nhá, 150.000 bộ. Đấy, giờ em sẽ đi vào quay chi tiết về cái sản phẩm này. Đó, rất ok luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Đây, các thấy không? Rất đẹp luôn đấy, nó bắn lên, nó tỏa lên đúng như kiểu pháo thật luôn nhá. Đó. Về làm đèn là cái này em dán thì nó chưa được đẹp lắm. Về các bác dán, các bác căn chỉnh cân đối lại rất là ok luôn. Đó. Đây nha mọi người, cái sản phẩm thì nó sẽ nhảy, nó sẽ nguyên hộp nhảy các nhá. Đấy, nguyên hộp nhảy. Và nó dùng cái nguồn là cái nguồn nó chỉ có cái nguồn 5V thôi ạ. Nó rất là cái nguồn nó rất là ok. Vừa dễ dàng kiếm mà cái nguồn nó không lo nó chập cháy vì cái nguồn này nguồn 5V, nguồn ví dụ như các bác dùng cái cục sạc điện thoại này là các bác có thể cấp nguồn cho các sản phẩm này rồi. Đó, lên mã nha, em sẽ cái bộ LED pháo hoa nhá. LED pháo hoa em còn có ít nữa thôi. Đấy, bán nhanh các bác luôn. Giá sẽ là 150.000 một bộ nhá. Đấy, thực tế các bác coi đầu video rồi, rất đẹp luôn. Đó, xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Đó. Đây. Cái bộ này thì em đã lắp sẵn cho một khách muốn mua về dùng này. Đấy thì bác nào nếu mà có yêu cầu muốn lắp sẵn thì em bên em có thể lắp sẵn đấy bác. Về là các bác chỉ việc là bóc cái băng dính nha các bác, dán thôi. Đó, thì ở đây. Đây, cái bộ này thì nó rất là dễ. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ có một cái cổng dây nguồn các bác kết nối đây. Đấy. Cổng nó nguồn vào của nó sẽ là cái cổng USB nhá. Đấy, cổng USB cổng 5V. Đấy, ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại là các bác lấy cái cục sạc điện thoại này các bác cắm vào đây, cắm vào đây. Là nó sẽ cấp nguồn được cho cái này và nó sẽ sáng lên. Đấy, sáng lên như kia kìa. Đấy, sáng lên các bác đang coi này. Đấy, nó sẽ sáng lên như kia. Đó, thấy không? Kia sáng lên như kia kìa. Đó, rồi. Quay trở lại với cái bộ này thì về các bác lấy lần cho em một cái dây nguồn chính này. Đấy, cái dây nguồn chính nó sẽ dài hơn. Đấy, và các bác kết nối vào với lại cái đầu nguồn này của nó này. Đấy. Sau đó là các bác kết nối và các bác sử dụng thôi. Con này thì dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng. Đấy, thì khi mà kết nối thì đây, nó sẽ như này. Nó sẽ có một cái dây nguồn chính đi lên này. Đấy, dây nguồn chính đi lên thì nó sẽ đi vào trong cái bộ này và bắt đầu là tỏa những cái cánh ra. Và về các bác bóc cho em cái lớp băng keo ra, đằng sau nó có một lớp băng keo. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp ra. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp lên. Ở đây nó có cái dính sẵn rồi này. Đấy, rất dính luôn nhá. Cái này thì các bác dính tường, tiếc rồi các thứ cho em thoải mái luôn. Đó. Nói chung là dễ dàng lắp đặt lắm. Còn bác nào muốn yêu cầu bên em lắp đặt sẵn cho thì bên em sẽ hỗ trợ là lắp đặt sẵn cho các bác nhá. Về các bác chỉ việc là bóc cái miếng băng dính đằng sau này ra là các bác dính lên như nhà em vừa quay cho bác coi đấy. Đấy thì có dính sẵn và có đi kèm đó là một cái tay điều khiển thì các bác có thể điều khiển từ xa. Đấy, bật tắt này, rồi là tăng giảm, rồi là nói chung là điều chỉnh các chế độ sáng, rồi là màu sắc. Nói chung là các bác tinh chỉnh toàn bộ ở trên cái điều khiển này. Đấy, vì cái điều khiển này rất là hay. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh từ xa, tinh chỉnh các chế độ nháy nhiếc các thứ nhá. Đấy, thì các bác điều chỉnh cho em qua cái điều khiển này. Đó, thì là 150.000 một bộ LED pháo hoa nhé. Lên mã em sẽ là bộ LED pháo hoa 150k bộ. Ngoài ra thì nếu mà bác nào chưa có cục nguồn thì các bác có thể tham khảo cục nguồn của Samsung nha. Cục nguồn này thì cái đầu ra nó sẽ là đầu ra 5V, công suất sẽ là 2A nhé. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái bộ LED pháo hoa kia. Thì nếu mà các bác nào muốn mua kèm thêm cái cục nguồn này thì tại em đang bán cái cục nguồn của Samsung nha, với giá sẽ là 30k nhé. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cục sạc 2A của Samsung. Đấy, cục sạc 2A. Cục sạc 2A này. Giá của nó sẽ là 30k một cục nhá. 30k một cái cục sạc 2A này, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, của Samsung nhá, dùng rất là hay luôn. Về các bác có thể là cấp nguồn cho cái bộ LED pháo hoa này, hoặc ví dụ các bác có thể mua về mình cắm sạc điện thoại các thứ cho em được luôn. Đó, 30k một cục củ thôi nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, còn là bộ LED pháo hoa thì là 150k. Thì bác nào chưa có thì mình có thể là
mua thêm cái cục này, còn nếu mà các bác có rồi thì các bác về tận dụng cái cục ở nhà cũng được, không vấn đề gì. Đó, led power 150k một bộ led power. Còn cái cục nguồn sạc 2A như này là 30k, cái cổng ra của nó sẽ là cổng USB. Đấy, còn cái cổng nguồn vào thì cái chân vào nó sẽ là chân điện 220 các bác nhá. Rồi cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt hôi chân. Đấy, bác nào đây hiện tại đang bị hôi chân, thối chân. Đấy thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó tiêu diệt 99% vi khuẩn nấm gây bệnh hôi chân thối chân này. Đấy rồi là giữ lúc nào cũng cũng theo mát này. Đấy, chân cũng khô thoáng nhá. Nó chứa một cái hàm lượng nano bạc. Đấy là khi mà các bác xịt vào nó rất là khô thoáng luôn, và bản thân em cũng đang dùng thực tế sản phẩm này rồi. Đấy, em cũng là một người rất là hôi chân thối chân luôn. Nhưng mà các bác xịt vào cảm giác mà các bác đi giày đi tất đi chân của bác vào cảm giác nó thoáng hơn, mà khi mà các bác đi cảm thấy thoáng thì nó sẽ không bị mùi nhá, không bị mùi, không bị hôi chân, không bị thối chân nhá. Đấy, đặc biệt các bác nào hôi chân thối chân các bác mua về xịt cho em, xịt trực tiếp vào trong giày này, trong tất này. Đấy, xịt trực tiếp vào trong giày, trong tất. Đây nó là dạng hơi hơi này. Đấy, nó dạng hơi, khi mà xịt vào rất là mát luôn. Đấy, xịt vào nó dạng hơi rất là mát và nó ra cái mùi hương rất là thơm. Đó, dạng hương chanh đào rất là thơm luôn nhá. Về các bác xịt trực tiếp vào trong giày này, xịt lên tất này, xịt lên bàn chân của bác, ok luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân. Bên em đang gửi bác giá chỉ có 30.000 một chai thôi. 30k một cái chai xịt hôi chân này, 30k một chai. Đấy, nói chung là về dùng hay lắm. Đấy, bác nào mà hiện tại đang đi mà chân nó ướt nhẹp đấy. Đấy, rồi là nó hay hôi thối, xịt vào cảm giác nó khô thoáng, đi thích cực kỳ luôn. Đó, 30k một chai xịt hôi chân nhá. Rồi cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho nó cho các bác, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên mã sẽ cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, vòi hút dầu rửa bát, bộ này thì em báo giá luôn. Vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, dầu rửa bát. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá. 80k một cái bộ hút vòi hút dầu rửa bát này, 80k. Về nhà các bác mà ở cái chậu rửa bát này các bác mà hiện tại đang dư một cái lỗ ấy, thì các bác mua cho em cuộn về các bác lắp đặt vào rất là hay luôn nhá. Đấy, về các bác bình thường là các bác hay để những cái chai dầu rửa bát ở trên bàn bếp có thứ rồi nó rất là mất thẩm mỹ này, rồi là nó nước nôi thứ rồi nó dính dáng mà nó bừa bộn nhá, nhìn nó phức tạp, nhìn nó phức tạp, nhìn nó bị mất mỹ quan các thứ rồi, nhìn không đẹp ấy. Đấy, rồi là nó mất vệ sinh. Thì các bác mua trang cái bộ này về nhá, dùng rất hay luôn. Đây, cái bộ này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, về các bác ở chậu rửa bát nào bây giờ là thường như nó có để dư đó một cái lỗ thì về các bác xỏ cho em cái bộ này vào. Đấy, sau đó các bác siết cho em cái đai này vào, đấy nó có cái đai siết này. Đấy, các bác siết cho em cái này vào nhé, siết cái này vào để nó cố định này, và đây là cái phần để hút lên này, các bác ấn vào đây thì nó sẽ hút lên nhá, ấn vào đây hút lên, và một cái dây nhá, một cái dây, một cái đoạn dây để các bác dòng từ cái đầu nối này xuống đến cái can rửa bát, các bác để cái can rửa bát ở dưới gầm đấy, bác dòng nó xuống đấy thì các bác kết nối cái này với lại cái kia. Và các bác dòng cái dây này xuống thì nó sẽ hút từ cái can dầu bát từ dưới gầm lên đến bên trên để các bác lấy cái dung dịch rửa bát từ ở đây ra luôn, không cần phải chậu rửa chai dầu rửa bát để lên trên bàn rửa bát rồi các thứ nhìn nó lỉnh kỉnh lồng cộng như là nó bẩn thỉu. Đấy, các bác mua cho bộ về nó chỉ có 80.000 thôi, cực kỳ dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Lên mã em cho cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây, em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Thiếu trong căn bếp này bạn, chắc hẳn rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không rỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhé. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm ở đây nhé. Sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác nè. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2022. Từ khi có bộ đầu bơm nước rửa chén này là nhìn căn bếp của em gọn gàng hẳn lên, bởi em tận dụng được cái lỗ tròn nhỏ ở bồn rửa này. Kết hợp với bộ đầu bơm nước rửa chén nữa thì tiện lợi lắm luôn. Với đầu bơm làm bằng inox kết hợp với dây silicon dài 1,2m này thì phù hợp với hầu hết mọi loại bồn rửa cao thấp khác nhau nên mọi người không phải lo. Chất liệu thì bền bỉ, phù hợp với môi trường ẩm ướt nên dùng được trong thời gian dài luôn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái là nước rửa chén dễ dàng được hút lên rồi. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm thì tham khảo ngay ở phía bên dưới nhé. Từ khi có bộ đầu đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì ví dụ như cái can rửa bát này các bác chỉ việc để trong gầm thôi. Đấy, sau đó các bác lấy mở cái lỗ ở trong nhà ra. Đấy, các bác xỏ nó xuống.
siết cho cái phần đai bên dưới vào như này này, đó siết vào, sau đó các bác cắm cái phần còn lại vào trong can dầu bát là các bác chỉ việc ấn thôi là tự động nó sẽ hút dầu dầu bát lên rất tiện. Đấy, các bác đỡ phải để những cái can dầu bát ở trên cái gian gian bàn bếp của thứ nhà mình nhá, đấy, nó đỡ nhầy nhụa bẩn thỉu ra nước nôi. Đấy các bác để can dầu bát là mua cho em hẳn cái can 5 lít về mình dùng lâu dài luôn, cắm vào. Đấy, các bác chỉ việc ấn này, ấn này là tự động dầu bát nó sẽ hút lên và nó sẽ cho ra dầu bát là các bác lấy chỉ việc dùng nhá. 80.000 một bộ này, cực kỳ dễ dàng lắp đặt mà nói chung sử dụng gia đình rất hiệu quả luôn. 80k bộ, nói chung là cái bộ này các bác nên mua nhá, các bác nhá, nên mua về các bác lắp đặt gia đình nhà mình hay lắm. Cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái con máy hơi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini, đấy, hàng của Đài Loan. Bác nào mà đang sửa xe này, đấy, rồi là các bác muốn kiếm một cái con máy hơi, các bác dùng gia đình, mình dùng để bơm xe ô tô, đấy, xe máy, xe đạp, đó, rồi là tất cả các loại bánh xe thì các bác mua cho con này. Con này cái hay của sản phẩm này là nó dùng điện nên là nó chạy cực kỳ khỏe luôn, đấy, chạy rất khỏe nhá. Hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng của Đài Loan, nói chung là sản phẩm này dùng điện, dùng chất các bạn, dùng chất đó. Đó. Máy chạy êm và khỏe nhá. Đây. Quay qua các bác một chút về phần thông số công suất này. Đây là phần dây bơm nhá. Đấy, phần dây bơm rất là dài nhá. Có bọc dù bên ngoài, chống gập chống gãy này. Đó, đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp vào nguồn 220. À, đây là phần thông số này. Đấy, hàng made in Taiwan. Đó. AC220 này. Đấy. Thực tế của nó là 35 lít trên 1 phút này, cực kỳ khỏe luôn nhá, 35 lít trên phút rất khỏe luôn. Có phần đồng hồ đo áp suất nhá. Đây là phần tay xách này, các bác xách vào đây. Đây là phần bộ motor và phần đầu hơi này. Đấy. Con này thì nó 100% motor của nó là bằng đồng nhá, 100% là motor là bằng đồng. Đây, 100% là motor bằng đồng nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, bơm các loại xe, xe đạp, xe máy, ô tô cho em bơm tất cả các loại xe luôn và bơm rất khỏe, bơm rất nhanh nhá. Giờ mình sẽ cắm test cho bác coi này. Đấy, thì ở nút bên hông thì sẽ gồm có là một cái phần, đây là cái phần cầu chì này. Đấy, và đây là cái nút bật tắt của nó, có thế thôi, rất dễ dùng nhá. Dùng nó các bật lên, không dùng thì mình tắt đi, thế xong. Đó. Đây là phần dây bơm khá là dài luôn. Đó. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đây em sẽ cấp nguồn này. Đó. Sau đó bật cho bác coi này. Đó, máy chạy nhá. Cái lượng hơi nó ra rất là khỏe nhá. Đây em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này, em đè hơi này. Em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này. Đó. Có thấy không? Đồng hồ nó lên, nó đẩy lên luôn nhá. Đây. Giờ sẽ test bằng cái cách này để các bác biết là cái lượng hơi của nó ra như nào này. Đây, có một cái túi bóng như kiểu em đang bơm hơi vào một cái xăm xe này này. Đây em sẽ buộc đây nhá. Đấy. Bật máy này. Đó, thấy không? Hơi lên rất nhanh nhá. Và cái túi bóng này rất là to luôn này. Đó. Tăng đét rồi này. Đó thấy không? Chú bóng rất là to nhá, nhưng mà bơm hơi vào là căng đét luôn này. Đó, bơm hơi vào căng đét luôn, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng mình dùng để bơm xe. Con này dung tích của nó à, cái công suất nó lên đến 35 lít trên phút này, có yên tâm là cái lượng hơi nó ra rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô các bác sử dụng gia đình. Rồi là ví dụ như là các bác quán xá nhỏ mình cần cái con máy hơi dạng mini dạng nhỏ nhỏ thôi thì các bác mua cho con này. Đấy, nó là cái con máy hơi mini. Nó mô phỏng là của cái con dạng lớn lớn ấy. Chắc là nhiều bác nhìn thấy cái biết đấy, con máy hơi dạng to rồi thì đây, nó là dạng mô phỏng dạng nhỏ nhá, dạng nhỏ, dạng máy hơi mini dạng nhỏ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái máy hơi mini nhá, máy hơi mini. Đấy, hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn. Đó thì số lượng con này thì em có ít thôi nhá, không có nhiều đâu. Thì em báo giá luôn này. 480.000 nhá, 480.000 lên mã giúp em sẽ là cái con máy hơi mini. Đấy, máy hơi mini. 480k nhá, 480k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Sản phẩm này bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, 480k. Con máy hơi mini về các bác xài gia đình. Đấy, rồi anh em thợ thuyền. Các bác dùng để bơm hơi xe đạp, xe máy, ô tô rất là phù hợp luôn. Đấy, lượng hơi vào rất là nhanh, rất là khỏe nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 các bác xài. Nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng, mang đi mang lại rất ok. 480k một chiếc máy hơi mini các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như là mái tôn này, mái bờ rô thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này, thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán cho em. Đấy, dán cho em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra sau đó các bác dán thôi nhá, rất là dễ dàng dụng luôn mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây về bóc cho em cái lớp này, nó có cái băng keo dính này.
Đó, bóc ra. Đấy. Bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây nó có một cái lớp keo này. Dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ đô rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá, bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5 m nhá, dài 5 m này. Dài 5 m và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5 m. Dài 5 m và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống dột này, dán chống thấm chống dột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha. Khổ của nó sẽ là khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok. Đây. Đây. Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá. Mình mua về kiểm tra thử luôn nha. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp nylon mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về mình sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế thì các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm dột cái thứ ra, mái tôn, mái bro rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra. Đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi. Dài 5 m nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40.000 một cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống dột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này để về các bác xài. Đấy, các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình. Hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500 ml, đấy nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không còn phải mua thêm cái gì cả. Đây full combo một bộ nhà, đó một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng rất ok luôn. Đây phần bên trong này. À, đây, Su-304 đó, dấu Su-304 này, đó, bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây, đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa, ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn, đấy, rất ok, là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn, đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. À, một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè phải đi làm đông với nhau. Đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà, uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. À, bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc. Báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ bình 3 cốc nhá. Bộ bình 3 cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70.000 một cái bộ bình 3 cốc nhá. 70.000 bộ là bao gồm là một bình và 3 cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500 ml. À, cái dòng sản phẩm đèn dầu đồng nhá. Lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó, một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy, cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó, bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy, bật lên các bác xài đây, nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy, nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa, nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy, thì có pin sẵn rồi nhá.
Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy, cái pin này rất là dễ kiếm, các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một 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 cái đèn này chạy là ba viên pin cục áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng để tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ chập cháy rất nguy hiểm. Đấy các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đó, có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó, đèn dầu đồng chạy pin. Đèn dầu đồng. Đó, đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn. Giá chỉ còn có 40 ngàn một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha. 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó, 40k một cái đèn dầu đồng nha. 40k một cái nhá. Giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó, đây, bật cái là sáng này, tắt đi. Đó. Ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá. Rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình, con này thì rất ok rồi. Hàng đi của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Đó, một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan. Đó, Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy, các bác cắm nguồn, bấm ở đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ là hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn, xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn đúng không đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em vào máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nhá, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy, em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy, đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy, xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy, 110.000 một cái thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá. Đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó, đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào và các bác để lên đây, cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này, cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy thì ở đây các bác bấm ở đây là máy chạy nhá. Đây bấm đây. Đấy, cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhá, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tổn thọ. Đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhá. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn. Cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka mà em đang phân phối các bác nhá. Đó thì giá thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá.
Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110k một cái con máy xay Osaka nha. Lên mã cho em cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau củ quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng 4 lưỡi nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110k một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn, và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000, em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ anh chị em, ông bà bố mẹ rất ý nghĩa, rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm, và massage cổ vai gáy này. Đấy, massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá, đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó, chỉ có 260.000 thôi nhá, một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Đợt này đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy, đây, cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220, sau đó là các bác cắm vào đây, cắm vào cái dây bên hông này. Đó, đấy, các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này. Đấy, có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, có nhìn này, tay em này nó đảo này. Đó, tay em nó đảo đây này. Đấy, tay đảo này. Đấy, máy chạy khỏe êm lắm. Đó, các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng, đau cổ các thứ rồi, các bác gối lên cho em. Đấy, gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn. Đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm. Đó, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, các bác nhìn bi đang quay này. Đó, 260k nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, thật là cảm giác. Đó, thấy không? Chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết, tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học, tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí, như là ở phần lưng nhá, cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng, vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa, khi dùng được bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể là để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng, mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt bác luôn. 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi, đấy, em qua những mã hàng tiếp theo rồi.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đèn 4 cánh này, lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh 90k một cái quả bóng đèn 4 cánh thôi nhá. Đấy 90k một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó kiểu là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái anh em đang bán khoảng tầm 200 ấy, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh. Anh em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối lằng nhằng thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng này nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này là tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên, bấm trong lửa ra thế là bùng lên, có thế là xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này song to song nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài rất tiện dụng luôn, đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn, tiện lợi nhé, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái. Bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi. Giá rất bình dân. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn bão này, đèn bão có kèm cả quạt luôn nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đèn bão có kèm cả quạt luôn. Đó, đi kèm nó cả một cái cọng dây cáp sạc. Đó, báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái cây đèn bão, có nhà đèn bão. Đèn bão này thì hiện tại bên em đã có giá là đi 100.000 một cây. Đó, đèn bão 100k một cây nhá, 100k một cây đèn bão này dùng rất hay. Cái này ví dụ trong trường hợp mà mất điện mất đóm này, đấy, các bác sử dụng, các bác hay đi ghe đi thuyền, mình ở những cái chỗ nơi mà không có điện đóm, đấy các bác cần một nguồn ánh sáng thì đây các bác mua cho con này về. Khi mà các bác dùng các bác rút lên cho em, đấy thì nó tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Và lúc nào các bác muốn tắt đi các bác ấn nó xuống, tự động là sẽ tắt đi. Đó. Con này thì ngoài chức năng là các bác cắm điện trực tiếp để sạc thì các bác có thể là mang ra các bác phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng điện thì lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, có phần quai sách rất tiện dụng này, các bác kéo một cái này, các bác có thể sách mang đi mang lại này, hoặc các bác để một chỗ cũng được, rất ok. Ngoài chức năng là đèn này, rồi là sạc năng lượng mặt trời, sạc trực tiếp điện 220 thì ở đây nó còn có một cái phần nữa rất hay, đó là cái quạt nhá. Đấy, thì về các bác muốn dùng quạt thì các bác mở cái này ra cho em. Đấy, mở ra. Đấy. Đấy, nó sẽ tạo thành một cái quạt, các bác bấm lên cho em. Đó là quạt chạy này, quạt chạy cực kỳ khỏe, rất là mát luôn. Đấy, các bác thấy không, nghe tiếng nó cứ phù 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 này. Đấy, quạt chạy khỏe lắm, mát cực kỳ luôn. Đó, có kèm cả quạt luôn nhá. Đấy, có kèm cả quạt luôn để về các bác sử dụng, các bác xài. Đó, đây là cái nút bật tắt quạt này. Đấy, bật tắt thì các bác bấm lên cho em là ok. Đó, mở lên này, các bác kéo lên này. Đó, kéo lên, thế là các bác bấm lên cho em cái là quạt chạy luôn. Đấy, con này các bác có thể điều chỉnh cái phần hướng quạt nhé. Đấy, điều chỉnh phần hướng quạt rất ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đèn bão nhá. Đấy, có kèm cả quạt này, rút lên cái là đèn sáng, ấn xuống cái là đèn tối này. Đấy, sạc bằng năng lượng mặt trời, có phần tay sách mang đi mang lại,
và đi kèm nó là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Các bác muốn sạc bằng điện lưới hoặc là sạc bằng điện năng lượng mặt trời đều được. Đó, đây, nếu mà các bác sạc điện lưới thì các bác cắm lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn này vào nguồn 220 nhé, để các bác sạc cho cái đèn này. Còn không thì các bác có thể mang là phơi nắng để các bác sạc năng lượng mặt trời. Thường thường thì nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì chủ yếu người ta đi ra những cái chỗ nào mà nó không có điện lưới thì các bác mới dùng thôi. Chứ còn chủ yếu các bác nên sạc bằng điện lưới thì vào nó sẽ nhanh hơn nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái cây đèn bão nhá, có kèm cả quạt luôn. 100k một cái đèn bão nhá, dùng trong những cái trường hợp mất điện mất đóm các thứ đó cũng rất là tiện. Đó, nói chung là phòng trừ. Đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính như luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Đó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test các bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu các bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em cái. Đấy, là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu tạch tạch cái đấy, con nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi cơm Sát các nhá, nồi cơm Sát. Nồi cơm Sát. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000. Hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sát nhá. 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây. Nồi cơm Sát thì Sát này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy. Cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo, chín ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ bạn, nồi cơ nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác cứ bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay. Đó, bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá, nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó.
Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok, cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày các bạn, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây phần trong bên trong, mâm. Mâm bên trong này, đó, to. To nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok, có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá, bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nha, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu Sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đấy, nồi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn pin nhôm, lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này. Đấy, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhé, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy em lắp vào ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650 nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế hoặc các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi, thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên này các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây, bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa. Rất tiện dụng, nhỏ gọn nhá. Đấy thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm, đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ này là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhá. Còn nếu mà sẵn thì trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay cho bác này. Đó là cái máy bào rau củ quả nhá, em báo giá luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả. Cái này thì các bác cứ cho các bác bào thôi. Đấy, rất là nhàn luôn mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000, nay em giải bác mức giá rất dễ mua luôn, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đây. Tháo ra hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy. Và một thân máy này, một thân máy. Cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó. Thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy. Thì đây, đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá. Đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra. Một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này. Đây, 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào dạng bào lát này. Đấy. Một bộ bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy thì một bộ sẽ gồm có 2 chiếc thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá, để các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào. Đấy, các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp theo cái tay quay này vào.
lắp cái tay quay này vào nhá. Đấy các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi. Cứ thế là các bác quay. Đây thì đây. Khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ quay thôi. À cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy các bác lấy cái này các bác ấn nó xuống. Đấy sau đó các bác quay. Mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào. Bào thì nó sẽ nhả ra cái lỗ này. Có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đấy, 3 bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào thì các bác lấy bộ lưỡi ra các bác lắp vào nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột mạch, chắc thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bùng, nhưng hóa ra là mình chưa phải có những chốt đằng sau. Nên mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhá. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay hấp xôi này. Lên mã em sẽ là cái khay hấp xôi hoặc là cái khay hấp bánh bao đều được nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái khay hấp bánh bao hoặc là khay hấp xôi hoặc là khay hấp cũng được. Giá thì bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái thôi nhá. Về dùng tiện lắm. Cái này về dùng tiện, các bác dùng để hấp xôi này, rồi là làm những cái món đồ hấp rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, khay hấp xôi, khay hấp bánh bao đều được. Khay hấp này. Khay hấp này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 một cái thôi, 40k một cái khay hấp nha. Inox 304 luôn nhá. Đây. Bình thường thì nó sẽ tròn nha, còn nếu mà các bác muốn sử dụng, các bác muốn mở ra thì nó rất là to. Đấy, đường kính của nó phải lên đến khoảng tầm là 26cm nhá, rất là to luôn. Và bên dưới là nó có những ba cái đế chân nha. Đấy, ví dụ các bác để nó cách mặt nước ra một chút. Đấy, các bác ví dụ muốn hấp đồ thì các bác cho một ít nước vào. Đấy, như kiểu dạng mình hấp cách thủy, rồi là ví dụ như là mình có những cái món tôm hấp này, rồi là xôi hấp, bánh bao hấp, rồi các bác cho đây hấp. Đôi khi ví dụ như là các bác hấp ấy mà phải lôi những cái nồi hấp ra nó rất là cồng kềnh. Đấy, các bác mua trên cái bộ về nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nó nhỏ gọn, nó chỉ có trong nhà này thôi. Đấy, các bác để trực tiếp vào cái xoong các bác đang đun. Đấy, có nước sẵn rồi, các bác để những cái đồ hấp lên đây các bác hấp, thế là xong. Đấy, hấp tôm này, hấp xôi này, hấp bánh bao này, các thứ này rất tiện dụng luôn. Inox 304 nhá, nên là dùng yên tâm với sức khỏe. Đó. Đường kính khi mà mở rộng ra nó lên đến khoảng tầm là 26cm nhá, 26cm, rất là to luôn. Ngoài chức năng là hấp xôi thì các bác có thể dùng cái này các bác đựng hoa quả được này. Đấy, ví dụ như này các bác có thể đựng hoa quả. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, các bác đựng hoa quả hoặc là các bác hấp xôi, hấp bánh bao đều được luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, nó có thể là co trụm vào hoặc các bác có thể cho xòe ra. Đấy là tùy theo cái kích thước đường kính của cái nồi của nhà các bác nhá. Cái này nó có thể là sử dụng được cho nhiều nồi, nồi to, nồi nhỏ là nó dùng hết luôn nhá. Đấy, tối đa cái nồi tối đa dùng được là 26cm, thì ví dụ như là cái nồi 28 là cái này nó vừa khít luôn này. Đó. 40k một cái nhá, 40k một cái khay hấp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình các bác coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nha. Mà nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k bộ, về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn, đồ uống, các thứ ở đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình, công trường, đi làm công sở, các bác hay phải mang cơm đi làm. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà nhà mình hay bảo quản đồ ăn, để trong tủ lạnh, các thứ rồi, thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này, và một cái khay to nhất là khay 5 khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này,
là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhé, có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh rồi đấy thì các bác cho vào trong này đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok, nó có cái nắp đậy rất an toàn đấy, không lo vi trùng vi khuẩn ruồi bâu các thứ giờ vào, ok sạch sẽ gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào, nó rất là nhỏ gọn như này đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn, còn khi mà bày ra thì nó sẽ có trồng lên 50 khay nhà nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng, bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000, kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá, to nhất sẽ là 18 đó, bộ khay 5 tầng 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Huiling luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái, thìa inox nhá, thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là 50k, hàng của Willing nhá, hàng hình hai thằng người này đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi đấy, đũa inox cũng của Willing luôn đó. À, một hộp 5 đôi, giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi đấy, đũa inox nha, một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Willing nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm lóc không trơn. Đấy và đũa này thì inox thì dùng rất là an toàn. Đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã cho em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bác nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó cái tiếng kêu nó cọc cọc này thì các bác chứng tỏ là thìa nó rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên này các bác lọc này. Và một cái cây chuyên này các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn xò ngon này luôn. Sắc bén lắm. À, tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này nó là cái đánh vẩy cá nhá. Các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay dán trứng thì các bác dùng cái khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5, 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen thôi nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu có dùng chuyên để có thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ là cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em chứ em không quay cho bác cái bộ này. Đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần nặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra. Đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết. Dành cho chị em phụ nữ này, rồi là
các ông các bà đều dùng hết luôn, nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm móng tay móng chân, còn là phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy da chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em người lớn người già đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhá. Đấy, đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60 ngàn một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp ớt giếc các thứ đầy đủ luôn. Nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60 ngàn một bộ ví hồng nha. Mã xả kho luôn nữa các bác, đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát này mình. Đấy các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy và cũng rất là tiện nhá. Đấy mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó rất ok luôn, nó rất là nó thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy các bác cho nó xuống. Đấy cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên, xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây. Toàn bộ phần lưới có thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm rác cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá. 15k nhá, 15k lên mã giúp em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là cái nhà mình nó thoát nước chậm, đấy thì các bác mua cho em cái này về các bác thay vào. Đấy nó chỉ có 15 ngàn thôi, về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy thực tế sản phẩm nhá. Đấy ví dụ về, đấy các bác sử dụng này. Đó, thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác đổ rác ra cũng rất là tiện. Đó. Thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá, dùng rất là ok luôn. Đấy chỉ việc cầm vào cái núm ấy các bác nâng lên là xong. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá. 15k một cái lọc rác nhá. Rồi một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu chuyên này các bác, dán cổ vai gáy, dán rất là tốt luôn nhá. Đấy, cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k. Một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy 20k nhá. Một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, bóc cho bác coi, 12 miếng. Trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như những cái thành phần thảo dược bên trong này các bác dán. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán xong bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua. Cái này hôm nay em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy các bác bóc ra nhá. Sau đó là các dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân vào tay, những cái chỗ nào đau các bác. Đấy, bóc cái này ra, dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó. Một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ. Mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái, một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này, giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k đây này, một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ ok, cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng. Đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Hơi bị đau khớp, đau cực kỳ ok luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhất là khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi nha. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gái nữa, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị.
ngủ vô ngon hết sức luôn á. Sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha. Đấy, đây là cái miếng dán ngải Cảm cứu ơn nhá. làm Lên việc. mã em sẽ cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy, sẽ gồm có một túi, nó đựng trong một chiếc túi nha. Đấy, 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bơm tay inox của Kirito. Đấy, tiếp tục hàng lại về này. Đấy, bác nào mà gia đình nhà mình chưa có bơm thì bác nên trưng dụng cho em con này về, bơm cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kirito nhá, made in Japan. Đấy. Chất liệu thì 100% cái ống này của nó là bằng inox 304, có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá, dây bơm thì chống gập chống gãy, các bác cứ gập cho em thoải mái luôn. Đấy, thả tay ra cái là về bình thường. Đấy, dây bơm siêu bền chống gập chống gãy. Đây là phần đầu bơm này, con này thì các bác có thể bơm xe đạp này, bơm xe máy các thứ cho em. Nói chung là bơm những cái dòng xe gia đình là rất là hợp lý, bơm xe đạp xe máy cho em là thoải mái luôn, mà bơm mà cực kỳ nhanh nhá. Sản phẩm này thì các bác cứ đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác lấy ra các bác bơm thử cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng bơm vào cực kỳ là nhanh luôn, lượng hơi nó đẩy ra rất là khỏe nhé, mà bơm rất là trơn tru. Mà cái quan trọng này là cái chất bơm của nó là cái thân này của nó inox này, nó rất là trơn trơn tru, và thứ hai là dùng nó bền, các bạn dùng nó bền. Đấy, cái phần ti bơm rất là to này. Đấy, bình thường là những cái ti bơm các bác mua ti bơm nó nhỏ tí, nhưng con này ti bơm rất là to. Đây, phần tay nắm này. Đấy, tay nắm có đồng hồ đo suất đầy đủ các bác luôn, để các bác biết lỗi cân nặng áp suất lốp còn bao nhiêu. Đấy, thì các bác cứ đến nơi nhận hàng kiểm tra, quan trọng là các bác được bơm thử các bác nhá, bơm thử nên là các bác yên tâm. Đấy, cứ bơm thử ưng hàng là các bác lấy nhá. Nhưng nói chung là con này thì không làm các bác thất vọng luôn, bơm vào cực kỳ nhanh và bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng bơm inox, bơm tay inox nhá, của thương hiệu Kirito Japan đó, giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân dễ mua, 150k một cây nhá, 150k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay chất liệu là bằng inox đó, 150.000 một cây nhá, 150.000 một cây. Bơm rất là xịn vào rất là nhanh, bơm lượng hơi vào đều khỏe quá nhá. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây, keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này, một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy, thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều, mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần này nhá, 40k một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một típ keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomao Nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200 m nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này,
Đấy, ngoài ra có thể cầm như này các bác soi, đó dùng rất tiện. Con này thì đa các con này đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá, cực kỳ xịn sò chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này, phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các anh nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng khoảng là 10 cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các bác xem về cái dòng đèn pin này có nhá.
Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bạn nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bạn nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Các bạn nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bạn nhìn này. Bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện là kia đây đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây có nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này ấy, sáng kinh khủng mà cái phà của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây, ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật. Nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn. Riêng với cái dòng đèn pin này, nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy rất là rộng nhá. À con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhé các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây, chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này. Tắt đi này, đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui dồi, dã man luôn nhá. Một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy, rồi đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn hai đầu, đấy 350k, giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.